À, có bốn bàn tay, một bàn tay lai, một bàn tay xem, hai bàn tay làm gì mình không biết, thì mình sẽ tô cho con kiến này và phối màu cho nó nha. Một kiến tô màu đen. Tô vào cái bàn tay trước nha. Quay qua cho dễ tô nha. Mình sẽ tô cho đều nha. Mình sẽ tô cho kỹ nha, để cho nó mịn màu không bị lem. Tôi cho đều nè. Đó, tiếp theo là bàn tay bên đây. Thì mình sẽ tô cho đều nha. Tiếp theo mình sẽ tô tay bên này. Mình cũng vẫn sẽ tô cho đều nha. Tiếp theo là bên đây. Thì mình sẽ tô cho nó đều. Tiếp theo là cái kèn trên đầu nữa nha. Màu đen thường thường kiếm màu đen nhiều, kiếm đỏ nó, nhưng mà tôi kiếm đen hơn. Cố gắng tôi cho đều nha. Rồi, tiếp theo nữa mình sẽ tô là dưới chân nha. Mình muốn tô màu đen không? Đen 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 đen. Mình sẽ tô cho đều. Đi qua. Tiếp tục tô nha. Tô đều. Tiếp theo bên chân bên này nha.
cho đều nè. Tiếp theo là cái con hát, tiếp theo là bên đây cái bụng của nó mình tô màu khác đi, đen cái màu gì má đẹp ta. Tô màu đó. Tím nha, đèn tím. Thì mình sẽ tô chó đều. Tiếp tục ở trên ha, mình sẽ tô trên từ từ nha. Tiếp tục là cái cổ, mình sẽ tô cho đều cái đầu nha. Cái kêu ngoại kìa, tự kêu luôn. Tao đều nè. Giờ bắt đầu đồ thôi. Tự nhiên nghe bển kêu ông ngoại. Cái kêu rồi. Thì mình đã tô xong rồi nha. Đây chính là bức tranh tô con kiến đen và tím mình ha. Thì cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo nha.